Rồi chào cả nhà, mình quay lại mình bán một ít đồ cho mọi người nữa nha. Rồi nhắc lại, anh em mình mua hàng trước khi đưa ra quyết định mua hàng mình hãy xem kỹ từng sản phẩm nha. Trên đây mình có đánh số AB thì anh em hãy lựa chọn, dù anh em mua 11A, 11B anh em phải dòm kỹ cái sản phẩm mình thay nhìn thấy sản phẩm mà mình hãy đưa ra quyết định mua hàng nha. Giờ mình cũng nhắc lại thêm lần nữa là những khách hàng đầu tiên mua hàng mình phải đặt cọc thẻ cào 50.000 nha mọi người. Nói chung là tránh cái tình trạng quỷ hàng, bơm hàng, chung để tạo niềm tin cho nhau lần đầu. Tại vì mình trước những sản phẩm ở đây mình bán chưa biết thuộc sở hữu của ai ha. Chung những khách hàng mà thường xuyên mua hàng với mình thì quen thuộc rồi, mình hiểu ý từng người. Thì chung là những khách hàng mới thôi để tạo niềm tin cho nhau lần đầu nha. Rồi số điện thoại mình sẽ để dưới cái tiêu đề clip nha anh em. Rồi rồi anh em muốn mua hay điện thoại hoặc nhắn tin, số điện thoại mình để ghi dưới phía dưới màn hình nha. Dưới tiêu đề hoặc là số điện thoại đây, số điện thoại mình 0966 89 730 ha. Rồi mã này này mình có hai bộ nè anh em, 11A 11B, 150 bộ ha. Cái này gì mà ngắn ngủn của sinh lát tua vít sinh lát ha. Đây trong nó gồm 2-4 đầu đó, một đầu B2 này đầu riêng của nó, cộng thêm cho anh em là ba cái đầu này nó BH1, BH2 trừ 4 cốt 4 ly ha. Này chủ yếu bán kèm cho anh em về mình có sử dụng, còn nếu anh em nào muốn mua thêm thì hãy liên hệ nha. Đây rất là tiện chỗ này ha. Rồi 11A 150 thì giá trị nó không có cao thì anh em mình có thể mua kết hợp nha, hoặc là anh em rồi anh em gửi hàng lại phải đặt cọc nha anh em, rồi anh em trả tiền trước đi ha. Thứ hai là cái tủ bếp này cũng 150. Đây chung cái này để kết hợp lại cho anh em có dùng thôi. Này bếp 1 nè, bếp 2 nè, trừ nhỏ nè, này trừ 3, trừ 4, trừ 4 nè, này trừ 6 đó. Cái này còn mới tinh ha, nó có sử dụng nhưng mà còn mới đó. Có sử dụng nè anh em thấy không, nó siết cũng dữ lắm chứ đâu phải ít đâu. CRV này ha, nó này chỉ bán thêm cho thêm cái đầu này nữa, cái đầu BH1 dài tắt 9 phân à, 7 còn được ngang chứ không phải bỏ đó. Cộng thêm cái tu vít này nó tự động nha anh em chứ không phải là dạng thường nha. Đây là có nút dặn qua lại anh em, đó tu vít này xịn nha, nó in ở đây nè, nó bị trôi đi nha, ngắn nhỏ nha anh em, nó khoảng tắt hơn à, cái cán nó khoảng tắt hơn à, chưa được tắt mốt nữa ha. Đó anh em có thể sử dụng gia đình rồi, ok ha, 150 kèm theo cái mấy cái mũi vít như hình nha anh em. AB rõ ràng ha, 11B 150. Rồi 12 là cái khoang này, 12 đi, khoang này 250 chưa dùng luôn ạ. À, khoang tay đời cô lụ ha, cổ hai nhông nha anh em, hai nhông và dạ, hai nhông này nó bền ha, nó cứng cáp hơn, nó bám hai nhông thì đương nhiên cái độ chính xác nó cao và nó bền hơn ha. Nó có sượng cái răng nào ta, nó bình thường nha anh em về sử dụng mình bôi miếng mỡ có độ trơn ha. Cái này mới chưa dùng còn rít lắm. Đây ngàn mấy chục, 1480 yên ha. Đó, 1480 yên, 250 cho cái khoang tay này ha, mã 12. Cái này nó lớn nó dài nha anh em chứ không phải mấy câu hang nhỏ, dài hơn 3 tấc nè. Đó, 250 mã số 12 ha. 13 là bán cho anh em hai cái món này, 230 13 ha.
Cái cây này là cây tăng bố thắng anh em. Anh em là sửa chữa ô tô hay dạng như này, sửa chữa xe lớn nè. Của KTC nha, của Nhật luôn nha. Mới tinh một độ mới khoảng 95% ha. Đó. Mình nghĩ lúc đầu mình về mình tưởng nó là cái cây này để nại bánh xe chứ, mà cái này để tăng bố thắng á. Kích thước nó 2x21 ha. Đó. Chung sửa ô tô thì cũng phải có cái này, một cây cạo dầu, lược dầu ha. Đó, này cũng mới tinh luôn. Mình chỉ về xin sơ thôi nha, nếu anh em về ấy mình lau kỹ một cái là anh em nhìn không có mới chẳng khác nào mới đâu, trăm đâu. 230 ha. Tao tay anh em hơn 250. Chuyển khoản thì 250 nha anh em, 220. Heo bán cái cảo này 150 cây ha. 14. Cây cảo C. Máy in da băng nha. Máy in da băng ha. Này kích thước nhiêu đây? Tắt hay nè, cạo một tắt mới tin nha, chưa dùng luôn. Cạo C ha, thì đây vô đây là nó được khoảng 4 phân ha. 14, 150 một cây nha nè, 150 có 2 cây nha, 150 cây nha chứ không phải 250, 2 cây nha. Cái này nó khá là nặng nha. Chứ hôm nay em bán cho không được số, tại vì cũng hơi tối rồi, mình sợ nó rất là nhiều đồ, nó rất là mệt. Cho nên mình đánh thôi, dầm đánh số lẻ là từng mã đi. 15 là cái kéo bơm, 150 ha. Kéo bơm, 150. Máy kéo hôm qua mấy anh em mình như mấy cây này nó cũng như mấy cây qua thằng kia thôi anh em. Bớm hôm nay mà còn có một cây nữa là hết. Cái này mình có làm sơ lại. Trăm rưỡi, như cây này hổm có anh nào đặt rồi xong bỏ hay gì nè. Mình nhớ mày mại, mình vuốt sơ lại cái. Đấy, để mình test cắt dây ha. Cắt dây điện nha anh em. Cái bơm này anh em về ấy sơ hoặc mình ấy sơ rồi là anh em chỉ xài là chỉ xài thôi ha. Rất là đơn giản, nó kéo cắt rất nhẹ nhàng ha. 18 nha. Kéo này cũng khá lớn không phải nhỏ đâu. 150 ha. Mã số 15. 150 ha. 16 là cái kéo này. 16 250 nha anh em, mới xanh lè luôn. 250 cho cái kéo này. Chứ hôm qua mình bán 100 cây, mấy cây kia nó có 108 hay nhiêu á, mà cái kéo nó nhỏ nha. Tiền nào của nấy nè anh em, 2x2. Những cái đồ mới nó khoảng nhưng chưa dùng nó quăng luôn nè. Xanh lè luôn ha. Không mẻ luôn nha, sơn còn quá chất ha, thì quăng bãi nó cắn, em thấy cái vỏ nó cắn một hai chỗ thôi chứ không chưa rách đó nha, còn rất là mới đó. Đó, dài một tắc gan tay mình ha, 2x2 đó. Nói chung cái này anh em cắt dây điện là nó nhẹ đó, nhẹ. Đó, mấy cái này nó dày lắm đó. Cái độ dày của nó này chắc khoảng 6-7 ly, để mình đo thử cái lưỡi một cho anh em xem ha. Đó, 6-7 ly ha, phía dưới nó 8 ly. Đó, dày cỡ này rất là mới nha. 250, mã số 16.
17 là cái món này. 17 170 nha. Mà một cây cắt cỏ ha, cắt tỉa lá anh em, của Nhật luôn nha. Mới tinh luôn, họ chưa khui luôn. Đó. Cán gỗ nè nha, chưa dùng luôn nè. Đó, còn cả cái tem luôn. 49 ha. Này cái chữ máy in ra băng đâu nằm không có nên anh em. Đó, cái mã vạch nó bị rách nè, quăng bản bị rách thôi. Đó. Mới chưa dùng luôn ha. Chiều dài này khoảng 3 tấc rưỡi á. Đó, còn khúc nữa ha, 3 tấc rưỡi nha anh em. Cắt tỉa cắt cỏ cũng được, hoặc anh cắt tỉa lá cũng được ha. 170.000 cho mã số 17 ha. 18 cũng dụng cụ làm giường. Mỗi bộ là 100. Đây là mình có hai cây này mới mình chưa khui nha. Đây sẵn đây mình lên đây cho anh em, nếu anh em mua là anh em nào mua chung thì mình khừa mua hai cặp này thì mình sẽ khỏi khui ha, còn nếu anh em nào mua lẻ thì mình sẽ khui ra AB để đánh số cho anh em nó dễ mua hơn ha. 18B này có cái màu hồng. Này 18A là cây này. Mỗi cặp như thế này nha anh em. Đây nè. Mỗi cặp như vậy là 160.000. Đó. Đa phần là những cái này là chưa dùng hết. Tại hai cây này hai cây xúc đất xúc phân nè, nó quăng bãi nó nhìn nó hơi cấn đồ, nhìn nó hơi cũ một tí. Hàng chữ Nhật còn in đây luôn ha. Thằng này thì nó không có cái phải cán nhựa, màu hồng nó không phải cán nhựa, nó cán như thế này. Thằng này thì có cái cán nhựa ở ngoài. Thằng mình thì thằng này nó dài hơn tí xíu à. Đó, nó dài hơn khoảng 2 3 phân, 2 phân à. Tùy theo sở thích mọi người ha. Còn cả cái tem luôn ha. Còn cái cầu cỏ. Đó. Thì mỗi cặp như vậy là 160 nha anh em. Nếu anh em nào mua hai cặp luôn là 300.000. Đó. Nếu anh em nào mua lẻ thì mình sẽ xé ra mỗi người một bộ như thế này nha. Nó rẻ, nó rành nha anh em nghe kỹ nha. Này là hai cây này là mỗi một bộ nha, một cây này cây kia nha. AB nè. Đó, có anh em nào vườn tược rộng là mình muốn mua cặp thì hai cặp như này là 300 ha. Rồi cuối cùng là mã 19 là mình bán cây này. Hỏi mấy cây này anh em nào dặn mình không nhớ ai đây, mong anh em thông cảm nha. Tại vì mà chung công việc mình mỗi ngày nó rất là nhiều, thì anh em nhiều anh em dặn thì mình không có nhớ nổi. Cây mở hôm lưỡi cưa nha. Anh em nào thấy thì nhanh tay ha. 19 220 luôn nha anh em. Mở hôm lưỡi cưa. Ở mình bán cây này cũng của Somat. Đây, Somat 250. Đó. 220. Và hình thì nó bị trầy xước. Cái này khá nhìn nó khá là đầm tay. Nặng. 220 cho mã số 19. Coi còn gì cho anh đủ nó bộ số 20 luôn. Anh em chờ mình tí ha. Rồi chào cả nhà. Thôi, mã cuối cùng cho nó chẳng 20 luôn ha. 20A bán cho anh em hai cây đục. 160.000 hai cây ha. Đây cây thứ nhất. Khoảng 8 ly nha anh em. Bảy cái máy 8 ly ha. Cây này thì nó bị mất đi cái dòng sắt. Đó. Cây này thì còn. Chung đã qua sử dụng, anh em muốn bén về thì nhiên mình phải mài lại. Cây này là nó khoảng 1 phân rưỡi. Phân rưỡi ha. Chung hai cây có 160 trung bình 80.000 cây cũng được anh em. Đục Nhật mà. Đó, không mẻ nha. Vậy muốn bén thế nào thì anh em mài lại nha.
cái chữ nhật nó đóng đây nè nè, còn thằng này nó đóng cái chữ tí xíu đây nè. Thằng này dài là khoảng 10 22 tấc nha. Này 2 tấc mấy dài hơn, 2 tấc 2. Rồi. Cặp này 160 20A. B cũng vậy. 20B cũng là 160 cặp. Nói chung là mua bán lẻ lẻ gì cho anh em dễ mua ha. Thằng này 14 mấy, 14 đi. Đó, anh em thấy không mẻ nha. Trong đục nào đục nấy cũng vậy nha, đục bãi nhật không á, trong có cho mấy chục ngàn một cây. Cái này cũng vậy thôi, nó dài khoảng 18 ha. Còn cây này thằng này nó được khoảng 12 nha anh em, 12 nó có nhâm li ti nha, cho anh em về vớt sơ lại mài lại rồi sử dụng ha. Cho máy này là có sử dụng nha mọi người. Đó, cái này chắc khoảng 2 tấc 2 tấc 1 2 tấc 2 2 tấc 1 ha. Rồi hết nha mọi người. 20B 160. 20 là hai cặp đục nha, anh em xem kỹ kích thước mình cũng mua nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip này của mình ha. Rồi anh em nào mua hàng liên hệ số điện thoại mình để dưới cái màn hình nha anh em. Ở dưới tiêu đề clip á, cái này liệt là clip 2 ha, được sản phẩm rồi mình, cuối ngày mình sẽ tổng kết lại có những sản phẩm nào còn. Ví dụ anh em nào thấy video sau á, hoặc là xem phi quá ngày mai mình để nhìn trên phía dưới, dù mình chỉnh sửa lại, dù còn một số 1, số 12, 13, 14, 15 gì ha, mình dù mã nào còn mình sẽ đánh để đó. Và anh em nhìn vô đó mà anh em mới quyết định mua hàng nhiều, đó là những anh trường hợp là những khách hàng, những anh em mình thấy video sau. Chung để nó để nó khỏi lãng phí thời gian, hoặc là anh em phải móc điện thoại ra đội điện cho mình ha. Chung sản phẩm dù mã số 14 mình đã bán rồi, mình dù mình hơn là mình còn mã số 13 là mình còn là 13. Hay là 15, 16, 17. Anh em nhìn trên đó mà anh em mua hàng cho nó dễ hơn ha. Rồi rất cảm ơn mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ, hạnh phúc nha. Rồi xin chào.